Hello, chào các bạn. Miền Tây Vlog cũng hello, tới chỗ chỗ bay luôn các bạn ha. Các anh em đội ghe của chùa 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 cũng đã đến đến nơi các bạn ha. Và bây giờ các anh em đang ngồi ăn cơm để lấy sức xuống bơi nha các bạn nhé. Các bạn có thấy anh Thắng à? Dùng cơm và nghỉ ngơi một hồi để anh em thử tốc độ ghe mình như thế nào. Thì đội anh em đang dùng cơm nữa các bạn. Để lấy sức bơi nha các bạn. Thì biểu tượng là một con hổ rất là dũng mãnh. Thì hôm nay anh em mặc một trang phục màu xanh rất là đẹp mắt. Đẹp tay anh em. Ok, chị em mời chị em này. Cũng phải tìm hiểu xem cái đội ghe này tập luyện như thế nào ngày đầu tiên. Không. Năm nay cũng vô vòng 8 đội mạnh nhé. Chúc mừng. Chắc có thể là vô tới 4 rồi. Dạ. Còn chúc bây giờ các anh em đang ăn cơm nhé các bạn nhé. Để lấy sức để xuống tập bơi thử cái tốc độ của ghe mình như thế nào nhé các bạn nhé. Và có các anh YouTuber lại quay rất là nhiều cũng các bạn. Có anh Thắng nè, có chú Dũng Thơm TV nữa các bạn. Anh em ăn cơm rất là đông vui đúng không các bạn. Tại dòng sông Metro các bạn. Anh em đang dùng cơm rất là đông vui. Các anh đang dùng cơm nha các bạn nhé. Ghe của chùa Chùa Pha thì có biểu tượng là một mảnh hổ rất là hung dữ. Và tới đây để bơi thử cái tốc độ của ghe như thế nào nha các bạn. Mọi người đang dùng cơm nha các bạn nhé, để có sức xuống bơi. Giống như mình đi bộ đội ha. Rồi, ở đây thì có anh Cường Caramel đó các bạn. Rồi, xin chào. Bữa nay có rất nhiều anh em YouTuber. Có anh Thắng miền Tây luôn. Anh Thắng là đi. Anh Thắng là đi tới đâu là gồm cái đó rồi. Đi quay Cường Caramel. Hello, xin chào mọi người. Mọi người dùng cơm rất là vui luôn các bạn ha. Rất là đông vui, giống như là đi tập thử vậy. Đi quân sự. Các bạn, cái này là ăn cơm để chuẩn bị xuống bơi nha các bạn. Giờ anh em nghỉ ăn cơm xong rồi anh em nghỉ ngơi lâu rồi sẽ xuống ghe tập vợt. Để mình đi quay chiếc ghe để cho con chú anh chị. Rồi để mình đi với anh Thắng được rồi. Đây à, anh Thắng đi tới đâu là ồn ào tới đó đó các bạn. Đây anh em cũng có đem cái đoàn 7 đi theo để thay đổi theo quý vị. Nếu mà có chịch cái gì chút thì anh em kéo lên anh em thay đổi liền. Cho biết cái tốc độ ghe mà. Đây này, đồng quay nguội đó. Cái ngã bỏ nó bay ha, mà không bay rồi. Ăn cơm rất là vui vẻ nha các bạn. Để lấy sức bơi cho ghe của chùa Chùa Pha. Chùa Chùa Pha năm nay là biểu tượng là một mảnh hổ rất là hung mạnh. Và để mình đi quay ghe của chùa Chùa Pha cho các bạn xem nhé. Yeah.
ăn nước ăn được nhiều. Mọi người ăn cơm rất là vui vẻ, đông vui luôn. Nè, một bài đỡ. Mình đi ghe cho các bạn xem nhé. Tại ơi, phụ cho thân ma nó sướng à. Và đây là chiếc ghe của chùa Chăm Pa nha các bạn. Trên đầu ghe thì có biểu tượng một mảnh hổ rất là hung dữ và rất là mạnh mẽ các bạn á. Và có hoa văn rất là đẹp luôn. Và trên bờ thì các anh em đang ăn cơm để lấy sức xuống bơi nhé các bạn. Đẹp đâu? Đẹp à? Giờ các anh em cũng đã ăn cơm xong rồi các bạn ha, nghỉ giải lao một chút xíu rồi sẽ xuống bơi nha các bạn. Còn bên đây thì ghe của chùa Chăm Pa cũng đem theo một cái cần câu để có sự cố gì để thay thế lại các bạn nhé. Đây các anh em đang dùng cơm nhé các bạn. Các anh em quận đồng viên là rất là đông luôn các bạn ha, và có mấy anh YouTuber cũng lại quay rất là đông, có anh Lăng đây đó Sóc Trăng và anh Phường Caramel, có anh Thắng. Quay nghệ nhân đang có mà nghệ nhân để các bạn nghệ nhân cơ bay tướng kìa bay đây là nghệ nhân anh Lâm nha các bạn ha. Anh Lâm là nghệ nhân đóng ghe ở chùa nào mà có muốn đóng ghe mới thì liên hệ với anh Lâm. Anh Lâm là nghệ nhân đóng ghe. Đây bây giờ các anh em vận động viên cũng đã mới dùng cơm xong, thì ai chưa dùng xong thì nấu tăng người ăn nhé các bạn. Còn ai ăn xong thì nghỉ giải lao để một lát nữa xuống tập bơi nha các bạn, để thử tốc độ của ghe nhanh như thế nào các bạn ha. Và khán giả cũng lợi xem rất là đông luôn, để cổ vũ cho đội ghe của mình.
nguyên của bà đang khiêng cái cần câu đi nhé bạn ha, để thay thế cho những thay thế cần câu nhé bạn. Bây giờ các bạn, các anh em vận động viên chờ chùa Chùa Ba đang thay thế cần câu nha các bạn. Và hàng ngàn khán giả đến xem rất là đông luôn. À, khán giả và hàng ngàn vận động viên. Hàng ngàn khán giả được rồi, vận động viên nam mà đụng mắt tôi. À nè, hàng ngàn là ông anh thắng là hàng ngàn rồi. Vận động viên khởi tha phía về hội ba anh ơi. Khán giả thì chọn rồi. Nè khán giả nè. Hả? Như khán giả mới thắng miền Tây nữa ba. Thắng miền Tây chứ. Anh Cường nè. Cường Calavet. Anh Cường Calavet là được rồi. Là 2.000 khán giả rồi. Thì có anh Bình luôn nè. Xin chào. Rồi, quán quay hết một vụ ghe ngò này mà không có tiền cho vợ là ly vậy. Các bạn nghe, các bạn nghe anh Thắng nói chưa? Anh Thắng nói mà quay một vụ ghe ngò mà không đủ tiền cho vợ thì ly dị luôn. Giờ các anh em đang khiêng cần câu lên nhớ bạn ha, để thay thế lấy cái cần câu này xuống thay thế nha bạn. Các anh em đang khiêng cần câu lên đúng không ha, để thay thế cần câu mới để trước khi xuống tập bơi để thử tốc độ của ghe. Các anh em rất là đông luôn. Đây chào khán giả ơi. Ê đặt đó lại đi ơi. Theo bọc luôn. Đặt lại. 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 Hàng trăm khán giả đến xem rất là đông các bạn. Bây giờ cần câu cũng đã thiêng lên trên bờ các bạn ha, để chuẩn bị thay thế cần câu. Bây giờ các anh em thiêng cần câu này xuống ghe để buộc lại nha các bạn. Bùi bì bay. Các anh em đã thiêng xuống để thay thế buộc lại. Bây giờ cần câu cũng đã đem xuống ghe các bạn. Có nước sốc lại luôn nè các bạn. Ôi đất sốc, đất sốc. Nói đất sốc lên máu nãy nằm bệnh viện bây giờ có mặt tại đây. Có mặt rồi, đất sốc có mặt rồi. Quá rồi, cái này YouTube đất sốc đã xuất hiện, đất sốc đã xuất hiện rồi các bạn. Qua qua đây, bye bye khán giả cái ơi. Đi đâu cũng gặp đất sốc bánh cái gì á. Trời ơi. À, con đây là bỏ đi quay ha. À, mọi người nhớ ủng hộ cho em ấy ha. Có 100 triệu like luôn. Rồi rồi, bữa nay là đại quay một năm em mới được nha. Đại địa một năm. Đại địa một năm. Rất là đông. Quá đông, quá buồn. À, đủ mặt báo quan hết, có anh xem Mỹ TV, có anh Dũng Caramel, có chú miền Tây Vlog. Chào các bạn. Quá trời đông rồi quý vị ơi. Ở đây là Dũng Thơm TV. Đây đó Dũng Thơm TV. Đây đó Sóc Trăng thế nào quý vị? Quá trời đông luôn.
Đó, đông vui nha. YouTube nhiều hơn là YouTube một tháng tỷ không đâu bây giờ. Tháng tỷ đó các bạn ơi. Mai mốt em tạo. Ngày hôm tháng ở đây tháng tỷ à. Tháng tỷ qua nhà anh tháng lãnh nha. Mà qua cái lễ ra cái ngoa này mà không có tiền đưa cho vợ mua gạo là ly dị. Vợ ly dị luôn. Vợ nói rồi đó chị ơi. Nhớ bấm like và đăng ký ha. Nếu nước có 1 tỷ thì có, còn không có không có là bị đó. 1.000 củ khoai. Trời nắng quá các bạn ơi, các anh các chú rồi trời nắng quá vô núp lùm hết đấy các bạn ha. Vì đam mê vì đây các bạn. Trời nắng quá anh các chú thì vô bụi lùm núp hết trơn nha bạn ơi. Đây vì đam mê nên các anh không có trời nắng như thế nào các anh cũng gán lại để bơi vì đam mê cũng như là một bản sắc dân tộc văn hóa truyền thống nha các bạn. Và phía trước mặt mình khán giả đến cổ vũ các anh vận động viên ghe rất là đông luôn các bạn ha. Và phía bên kia cũng có các anh đang núp lùm luôn các bạn. Mọi người đến rất là đông luôn. Dù trời nắng mọi người cũng gắng lại nha các bạn để phục vụ cho đội ghe của mình. Đây, các cô đang rửa chén nha các bạn ha. Con bóc chán đi. Đây các bạn idol cũng lại tới đây tiếp rửa chén luôn đó bà ha. Chào các bạn nha. Cái mẹ idol. Micro nè, micro phòng văn prep. Chào cả nhà. Để chào mớ mớ đi á. Hello chào cả nhà. Anh ơi, anh là đồ vận động viên ghe nào vậy anh? Các bạn ơi. Cho hỏi vô ơi, anh đến đây làm gì? Sao hết? Ôi tao mới cầm lặng. Thầy mong mày nâng men rom mấy? Rom ấy tao si bay đi cái men mong. Ồ chắc à. Chui qua mơ si bay nhớ nghe còn mô. Ô, hai mà si bay hay tao win đi. Hay mình cho chui ông đó hả? Ông tới gì mơ cho ông gì chơi nữa. Này là trong thời gian giải lao mình đi quay bỏ cổ đi. Hả, mình cắt đi. Tốt bỏ. Tự nhiên, tự nhiên. Quay tự nhiên đó. Nằm lưng lắm đi. Sao mà anh lại sớm quá vậy anh hả? Qua cái đợt ghe ngon này được tỷ về cho em. Còn không được tỷ thì hai vợ chồng ly vậy. Đó. Rồi, vậy anh hả? Anh hả? Bởi vậy gắn mài thôi. Đây anh nắng á, đây năm nay lấy mùa giải này quyết tâm lấy 1 tỷ á. Một tháng 1 tỷ. Mùa giải này lấy 1 tỷ. Chị mua số đi anh. Quốc này tôi chăm tôi anh thì quốc đó chị mà để cho anh tối có thay cho quốc đấy. Danh sách ai mà có danh sách thì tôi chăm tôi thì quốc này chăm tôi thay cho quốc sao này đấy. Danh sách ai mà có danh sách thì để chuẩn bị ấy tôi mới tuốt cái mới mới tôi nhận thì cũng ngồi theo vị trí bây giờ các anh em cũng chuẩn bị ngồi theo vị trí xong rồi nhé bạn ha.
để sắp xếp vị trí cho ổn định rồi mới bơi nha bà ha. Lắc này kia cũng rất mong quý chú anh chị thông cảm nha. Có thông cảm đâu, đừng có thông cảm với bà anh. Năm nay thì thần này chiếc dầm mới không với không có sơn nha, cái dầm không có sơn nha, dầm mới nha. Chào 130 người đang xem nha. Bỏ ra 2 giây dùm mình quay nữ này, quay ta thuốc đại biến này. Và phía bên kia thì có chú đang câu cá nghe các bạn, đang câu cá nè, thấy không? Đó. Đang câu cá. Và bên phía bên đây thì các anh đang xuống ghe, mặc dù các anh xuống động nước động gì mà chú vẫn câu cá bình thường, không có hề hấn gì, vẫn vui tươi câu cá hơn chú ha. Được nhiêu rồi, được mấy con rồi chú? Bây giờ các anh em cũng xuống đầy ghe các bạn ha. Xuống ghe chuẩn bị ha. Đầu ghe thì có biểu tượng một mãnh hổ rất là hùng mạnh và hung dữ. Chào 133 và bây giờ các anh em cũng là xuống đầy ghe ha bà ha, để chuẩn bị xuất phát bơi thử tốc độ của ghe như thế nào. Chiếc ghe khoảng 50 mấy người ha các bạn ha. Các anh em thì mặc ta đồng phục áo màu xanh dương các bạn. Bây giờ các anh em cũng chuẩn bị xuất phát đây các bạn. Các bạn xem nhớ đăng ký kênh nhé các bạn ha, để mình ra những video mới phục vụ cho các bạn xem nữa. Tam bay kia cũng chuẩn bị xuất phát này các bạn. Đã sắp xếp đội hình xong rồi các bạn ha. Chờ hiệu lệnh tiếng còi sẽ phát. Theo anh năm là chuẩn bị tập anh. Và bây giờ chuẩn bị cũng đang chuẩn bị xuất phát đây các bạn ha. Cũng di chuyển từ từ các bạn ha. Chờ hiệu lệnh tiếng còi sẽ bơi. Xin mời các bạn theo dõi nha các bạn ha. Mời đâu bạn ha. Nó qua bia. Bia bay, nó qua bay nẹp rồi. Đi rồi, bây giờ mình sẽ đi cũng đi rất là nhanh nha các bạn ha. Và ghe cũng đã bơi tới điểm dừng lại các bạn ha. Bây giờ cũng sắp chuẩn bị quay trở lại các bạn. Trời nắng quá nên thông cảm nha các bạn, nhìn không có gì rõ. Ghe cũng sắp quay lại các bạn ha. Bây giờ ghe cũng xuất phát trở lại nha các bạn ha.
đi xuôi nước là ghe đi rất là tốc độ luôn các bạn ha, quá nhanh luôn các bạn ha, rất là đều các bạn. Các bạn xem, các bạn đánh giá như thế nào thì các bạn xem, các bạn comment ở dưới nha các bạn. Mình thấy ghe rất là êm luôn các bạn, bơi rất là nhanh, bơi theo xuôi theo chiều nước các bạn ha. Ghe bơi rất là tốc độ luôn ha các bạn ha, xuôi theo chiều nước rất là nhanh và rất là đều luôn các bạn. Đường dầm đi quá đều luôn. Đây là ghe của đội chùa Champa ha các bạn ha.